Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, đồng thời tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận vốn vay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 154 sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sau gần 2 tháng triển khai, tỉnh Vĩnh Phúc là một trong số các địa phương đi đầu trong việc giải ngân cho vay trả lương cho lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Là doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Bình Xuyên, địa phương được coi là tâm dịch đầu tiên của tỉnh cũng như cả nước, nên trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này gặp phải rất nhiều khó khăn, thị trường sụt giảm, không có đơn hàng mới, doanh nghiệp đã phải cho lao động nghỉ việc luân phiên nhằm duy trì nguồn lao động. Vì thế, khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 154 sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với nhiều quy định được nới lỏng, đồng thời được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình Xuyên hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục, doanh nghiệp đã được vay hơn 1,1 tỷ đồng với lãi suất 0% trong một năm để trả lương cho 295 lao động trong các tháng 4, 5 và 6. Công ty đã rất may mắn là tiếp cận được với cái chính sách của nhà nước. Cái nguồn vốn đấy thì cũng giúp rất nhiều cho công ty về tài chính. Để triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, cùng với chủ động phối hợp tuyên truyền và phổ biến chính sách hỗ trợ vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống phân công cán bộ chủ động tiếp cận với người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học để tuyên truyền, rà soát đối tượng, nắm bắt nhu cầu vay vốn. Tôi cũng có phối hợp với đơn vị bảo hiểm, với lại phòng thống kê huyện, đấy là các cái đơn vị mà có những cái danh sách của các cái doanh nghiệp đóng ở trên địa bàn. Thế sau đó thì phân công cho cán bộ của tín dụng của mình, cán bộ của phòng giao dịch tự trực tiếp tiếp cận qua các cái kênh, thí dụ như trực tiếp hoặc điện thoại để phỏng vấn với lại các doanh nghiệp, đấy, và đồng thời thấy họ có đủ điều kiện cái thì hướng dẫn họ làm hồ sơ. Đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã có 4 doanh nghiệp đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn hơn 3 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho 790 lao động. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động là một trong những chính sách có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước trước những khó khăn chung của doanh nghiệp, người dân. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2021, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh được hưởng bảo hiểm y tế mức 80-100% mà không cần có giấy chuyển viện. Đó là quy định của chính sách thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế năm 2014. Trước đây, trung bình một ngày tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên tiếp nhận và điều trị cho gần 100 bệnh nhân nặng. Để được điều trị ở đây, các bệnh nhân này đều phải xin giấy chuyển viện từ tuyến cơ sở. Nếu đi trên tuyến chỉ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 40%. Trước kia mà chưa có cái thông tuyến này thì chúng tôi muốn lên tỉnh ấy, thì là chúng tôi phải xin giấy của huyện. Nếu mà đi thẳng thì là chúng tôi bị là cái trừ cái phần, tức là giảm cái phần trăm đi không đúng đúng tuyến. Thế nhưng bây giờ mà có cái thông tuyến như thế này là chúng tôi rất là phấn khởi. Cái việc là phải đi lại để xin giấy rồi thì là các cái người đưa lại nó thuận lợi, không phải là mất thời gian như thế. Tôi cũng đề nghị là bệnh viện tuyến tỉnh này là nâng cấp các cái thiết bị y tế cao hơn để nếu như mà phải đi trung ương thì ở đây có thể xử lý được, chúng tôi yên tâm. Từ trước thì vẫn chưa được thông tuyến thì nhất là bà con rất là mất thời gian, nhất là phải đi xin từ huyện lên tỉnh. Thế nó cũng là rất bất cập ở cái vấn đề ấy. Nhưng mà từ ngày 1 mà thông tuyến này thì tôi là một người dân cũng cảm thấy rất là vui, giảm bớt được cái thời gian đi lại. Để đảm bảo quyền lợi cũng như phục vụ người dân được tốt nhất, hiện nay Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực, sẵn sàng thu dung, điều trị nội trú cho các bệnh nhân. Chúng tôi cũng đã đào tạo đầy đủ được cái đội ngũ sắp xếp cho đủ 40 năm bàn khám sàng lọc những bệnh nhân cần điều trị ở tại tuyến tỉnh và những bệnh nhân không cần điều trị ở tuyến tỉnh chúng tôi sẽ gửi về tuyến dưới. Ở tại tuyến tỉnh chúng tôi thì chúng tôi triển khai, đặc biệt là triển khai được những các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới mà ở đây thì bệnh nhân có thể sử dụng các kỹ thuật này mà không phải là cần lên tuyến trung ương.
giảm tải cho tuyến trung ương và giảm tải sự đi lại, đỡ tốn kém về tiền bạc cho người dân. Việc thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh đã thêm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng các dịch vụ y tế cao ngay tại tuyến tỉnh, tạo thuận lợi hơn rất nhiều cho người bệnh không phải chuyển tuyến đi trung ương điều trị. Khoa học công nghệ hiện nay đang trên đà phát triển ở tất cả các lĩnh vực và với nhiều doanh nghiệp, khoa học công nghệ còn được xem là tiêu chí tiên quyết cho sự sống còn của đơn vị đó. Có thể nói sự bùng nổ mạnh mẽ nhất của khoa học công nghệ mà mọi người có thể nhìn thấy được đó là thông qua đời sống của mọi người dân. Từ các dụng cụ trong sinh hoạt hàng ngày đến những hoạt động giao tiếp xã hội, công nghệ là yếu tố thay đổi cốt lõi làm nên con người hiện đại. Đối với các nhóm dự án để đầu tư nâng cao cái tiềm lực, nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ thì có thể điểm đến là các cái dự án đầu tư trang thiết bị cho lĩnh vực nông nghiệp, và ví dụ như là dự án để nâng cao cái năng lực cho trung tâm kiểm nghiệm nông nghiệp hay là chi cục thú y. Đối với lĩnh vực y tế thì các dự án để tiếp nhận và trang bị các cái trang thiết bị mới phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn Phúc, ví dụ như là cái thiết bị và công nghệ về can thiệp đối với bệnh tim mạch trên địa bàn tỉnh thì cũng đã giúp cho được người dân Vĩnh Phúc chúng ta được hưởng lợi, giảm được chi phí, chia sẻ khó khăn cho người bệnh của Phúc và từng bước đáp ứng được cái yêu cầu chăm sóc và khám chữa bệnh của người dân Vĩnh Phúc. Đặc biệt trong việc khám chữa bệnh tại các bệnh viện thì khoa học công nghệ được coi là điều kiện tiên quyết trong khám và điều trị các loại bệnh hiện nay. Với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã được vay số vốn 8 tỷ đồng để mua sắm máy móc, trang thiết bị hiện đại để ứng dụng vào việc khám, điều trị bệnh cho người dân. Đối với y học thì khoa học công nghệ đóng vai trò hết sức quan trọng, không những về lâm sàng mà đặc biệt là tất cả các chuyên ngành khác nhau. Chúng ta đang đi sâu vào những chuyên ngành rất là sâu để phù hợp với cái phát triển của y học trên thế giới. Chúng ta đang phấn đấu để thành một cái nền y học của Việt Nam để tương xứng với nền y học khu vực và các nước phát triển. Chính vì vậy nền khoa học công nghệ và đặc biệt là các thiết bị y tế hiện đại là vô cùng quan trọng. Như các chị thấy là vừa rồi chúng ta thành công trong phòng chống dịch Covid, là nếu không có khoa học công nghệ, ví dụ như ECMO là cái tim phổi nhân tạo, không có máy lọc máu, không có một cái đội ngũ trình độ giáo sư cao thế, làm sao chúng ta hạn chế được tỷ lệ tử vong. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, các hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện bệnh và điều trị, giảm gánh nặng về kinh tế. Chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho hội viên phụ nữ do Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai trên địa bàn tỉnh được 2 năm. Đặc biệt trong năm 2020, do điều kiện về dịch bệnh COVID-19, các hội viên phụ nữ, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, đều không có điều kiện đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên được. Chị Phạm Thị Tuyết và chị Trần Thị Tư là hội viên phụ nữ ở xã Tân Lập, huyện Sông Lô, được các y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc siêu âm, khám phụ khoa và sàng lọc tầm soát ung thư. Là một chi hội trưởng phụ nữ thì tôi cũng vận động các chị em là tham gia vào các cái câu lạc bộ như câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, nhóm nhỏ cặp vợ chồng. Khi tham gia các cái câu lạc bộ đấy thì có rất nhiều quyền lợi, như là sinh hoạt thì là giúp đỡ nhau về nuôi dạy con cái và chia sẻ nhau về giữ hạnh phúc trong gia đình. Các hội viên thì rất được hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Đối với cái chương trình khám và chữa bệnh miễn phí như này, tôi cảm thấy rất là ý nghĩa. Và các bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi và Hội Phụ Nữ đã tạo điều kiện cho chúng tôi như này, đỡ phải đi vất vả, đi xa. Chúng tôi rất cảm ơn những việc làm ý nghĩa như thế này. Trong hai năm 2019 và 2020, Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, sản phụ khoa cho phụ nữ 9 huyện thành phố. Riêng trong năm 2020, đã có gần 5.000 hội viên được tham gia chương trình. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa cho hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh,
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phối hợp với cán bộ bệnh viện sản nhi tổ chức các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sản phụ khoa cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Hiện là chương trình phối hợp giữa Hội Phụ nữ tỉnh và Bệnh viện sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc đi khám là khám mục đích của đoàn này đi khám đến tất cả các chị em phụ nữ trong tỉnh, đặc biệt là từ huyện xuống xã, các trạm y tế xã. Mục đích là khám này mục đích là nhằm để tầm soát một số bệnh lý sản phụ khoa, viêm nhiễm phụ khoa, tầm soát ung thư. Chúng tôi đi tuyên truyền cho chị em và đi khám trực tiếp đến chị em tận nơi. Xác định kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều cần thiết cho nữ giới nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh tật để có cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã và đang tiếp tục vận động nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hội viên. Qua các hoạt động này, chị em được phát hiện bệnh, điều trị kịp thời, giúp bảo đảm sức khỏe tốt và hạn chế tổn thất về kinh tế.